Chào quý vị và các bạn, đây là những cô gái Phà Thẻn tối nay sẽ lên màn biểu diễn tại lễ hội nhảy lửa của đồng bào dân tộc Phà Thẻn, xã Hồng Quang ở huyện Lâm Bình. Đây là những gương mặt mà lát nữa thì sẽ lên sân khấu. Vì thế cho nên là tôi sẽ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc mà chị em đang chuẩn bị lên sân khấu. Đây là những cô gái Phà Thẻn. Trước mắt chúng ta là các cô gái Phà Thẻn có một màu sắc rất rực rỡ, rất đẹp mắt, quá là đẹp, quá là duyên dáng, quá là sắc màu. Đấy ạ, cô gái rất là tinh tắn và duyên dáng trong sắc màu đỏ. Đây, các cô gái bạn em chuẩn bị lên sân khấu để biểu diễn. Sẽ chiêm ngưỡng những bộ Phà Thẻn của nam và của nữ. Đây, bộ của nam đây ạ, rất đẹp trai, giống như hoàng tử Ấn Độ cách cặp quần đi mà. Chàng trai những cô gái và trẻ quá đẹp, ok, đẹp quá. Đây là những người mà đã từng tham gia với trung tâm văn hóa tỉnh rất nhiều cho những cuộc liên hoan văn hóa dân tộc toàn quốc tại các vùng miền và thủ đô Hà Nội. Đây ạ,
chàng trai Pà Thèn của chúng ta đây ạ. Ok, chàng trai Pà Thèn chuẩn bị đi đón dâu. Đó, chuẩn bị đi đón dâu đây. Chuẩn bị nhảy lửa đây. Sắp nhảy lửa, sắp đón dâu. Ok. Ok. Đẹp trai chưa? Quá đẹp trai. Đứng đấy, đứng như mình. Quá đẹp trai. Mấy hai anh em đứng vào chàng trai Pà Thèn. Đây, đây. Đây là trang phục đi đón dâu. Đây. Đây đây đứng vào đây. Đây, em đứng vào đây. Anh xong chưa? Rồi. Rồi. Đúng, đúng, đúng. Hết bạc chơi rồi. Ok. Đi khác. À. Đó. Rồi. Quá đẹp luôn. Đẹp rực rỡ, rực rỡ. Rồi. Chiêm ngưỡng một bộ nam một bộ nữ Pà Thèn nữa. Quá đẹp. Xin chào các bạn. Đây là chú rể đấy. Chú rể à? Vẫn đẹp trai. Đang sửa lại trang phục cho nhau. Đấy. Rồi. Xin tạm thời kết thúc clip ở đây. Mời nhé.